Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một dòng mũ 1 phần 2 mà bên mình mới nhập về. Đây là dòng mũ 1 phần 2 chính hãng đến từ thương hiệu Sonda. Đây là một thương hiệu mũ rất là chất lượng. Chiếc mũ 1 phần 2 này thì bên mình đang có rất nhiều màu sắc thì mình đều trưng ở đây này. Các bạn cùng xem nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái điều đầu tiên mà các bạn rất mong chờ, đó là về mặt giá bán. Thì chiếc mũ Sonda này giá bán của hãng ở đây thì họ có ghi là 380.000, nhưng bên mình đang có ưu đãi đặc biệt thì mình giảm ngay cho mọi người tới 100.000. Chỉ còn có 280.000 trên một mũ và miễn phí ship toàn quốc. Ngoài ra còn có một điều đặc biệt hơn, đó là trong một đơn hàng của các bạn ấy mà các bạn mua từ cái số 2 trở đi thì mình bán cho mọi người chỉ còn có 250.000 trên một cái thôi. Cực kỳ rẻ đấy. Các bạn cứ nhắn tin cho mình qua Zalo mình có để ở đây hoặc fanpage Đình Vũ Z900, mình sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Mũ 1 phần 2 sinh ra là để các bạn đi phố thôi, đi loanh quanh, đi gần thôi. Mình không khuyến khích mọi người dùng mũ 1 phần 2 để các bạn đi đường dài nhá. Mũ 1 phần 2 chưa bao giờ đủ đảm bảo để chúng ta đi đường dài đâu. Đi đường dài chúng ta phải mua 3 phần 4 hoặc full face. Chiếc mũ 1 phần 2 của Sonda này, cái ưu điểm đầu tiên mình thấy ấy, đó là nó là một chiếc mũ nhỏ gọn nhẹ. Các bạn thấy này, độ rất là nhẹ nhàng luôn, trẻ trung, kiểu dáng đẹp và nó có nhiều màu sắc. Bên mình đang có tới 9 màu. Mặt mình hơi to một tí nha, độ cái mũ này nhìn cái mũ hơi nhỏ so với mặt mình mọi người nhỉ. Chiếc mũ này thì phù hợp cho tất cả những vòng đầu từ 53cm đến tầm khoảng 59cm, trên 60 thì không đội được, nó sẽ hơi chật. Đây là màu đen nhám này, đây là màu trắng bóng, trắng ngọc trinh đây, còn đây là màu vàng. Phù hợp cho cả con trai và con gái. Các bạn có thể mua cho bạn này, mua cho bố mẹ, mua cho bạn bè thoải mái luôn, mua cho người yêu hoặc là mua là mũ đôi cũng được. Và ngoài ra còn rất nhiều những màu khác đẹp hơn, như là màu hồng này, rất là nữ tính, màu xanh ngọc này. Đây là màu xanh tím than, thì nó có hai loại, đó là tím than dạng bóng và tím than dạng nhám, tùy theo sở thích của mọi người để mọi người chọn nhé. Ngoài ra thì còn có màu đỏ này hoặc là màu be ở đây, thì các bạn cứ nhắn tin cho mình sẽ gửi ảnh thêm chi tiết hơn cho mọi người nhé. Trong video thì mình giới thiệu nhanh thôi. Một ưu điểm tiếp theo của cái chiếc mũ 1 phần 2 của Sonda này, đó là về kính mũ. Các bạn thấy là cái kính mũ này rất là dài. Đây các bạn nhìn nhé, mình là một người mặt to này, đầu to này, má to này, cái gì cũng to, người cũng to luôn. Đây, các bạn thấy này, độ như này là chuẩn này. Cái kính đưa vào đúng phần mũi luôn này. Các bạn chắc chắn phải đeo thêm một cái khẩu trang rồi. Mình đã test cái mũ này trực tiếp rồi, mình cũng đang đội hàng ngày luôn. Là đi nó cản gió rất nhiều luôn đấy mọi người ạ. Chắn bụi, tầm nhìn của nó rất là tốt. Và đặc biệt là cái kính của Sonda này họ làm rất là trong. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình, đội trực tiếp, đứng ra ngoài kia nhìn để sẽ thấy là nó rất là trong luôn. Cái kính này nó là dạng kính khói. Kính khói này thì chúng ta sẽ đi được cả ngày và đêm. Ban ngày thì sẽ giúp chống nắng tốt hơn. Buổi tối thì cái kính khói này mình đánh giá là được tầm khoảng 90% so với kính màu trắng. Như vậy là rất tốt rồi, đủ đảm bảo để chúng ta vẫn đi tối được. Phần ưu điểm tiếp theo của chiếc mũ này đó là về cái phần khóa. Các bạn thấy ngay khóa nó bằng kim loại này, cửa đầu bằng kim loại. Mặc dù là mũ 1 phần 2 thôi nhưng mà cũng dùng khóa kim loại rất chắc chắn. Còn những cái mũ mà các bạn mua có vài chục nghìn, dưới 100.000 ấy thì nó rất là đẻo, khóa nó chỉ bằng nhựa thôi, mỏng dính luôn. Và dây quai này cũng rất chắc. Những bạn nào mà đã dùng những cái mũ của Sonda rồi thì các bạn biết, các bạn có thể comment chia sẻ cho mọi người biết nhé. Và cái vỏ mũ thì được làm từ nhựa ABS nguyên sinh này, lớp xốp cũng rất dày dặn. Mặc dù vẫn chỉ là một mũ 1/2 thôi nhưng mà chúng ta cũng nên chọn những mũ tốt, chứ các bạn đừng đội những cái mũ 30-40 nghìn nữa mọi người ạ. Những cái mũ đấy nó rất nguy hiểm và nó không có tác dụng bảo vệ gì đâu. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho mọi người về ưu điểm rồi, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái vấn đề là nhược điểm của chiếc mũ này. Nhược điểm đầu tiên mình thấy ngay đó là phần logo này, logo có chữ Sonda ở đây này và logo chữ Sonda đằng sau này. Thì hãng họ dùng cái logo này là tem đề can để dán lên, trông nó không được đẹp, không được chỉnh chu lắm, chứ không phải logo sơn đâu. Những bạn nào không thích về các bạn có thể bóc ra nhé. Cái nhược điểm thứ hai của cái mũ này đó là nó chỉ là một cái mũ 1 phần 2 thôi. Chúng ta chỉ dùng nó để đội nhẹ nhàng đi trong phố, đi loanh quanh, đi gần thôi, chứ chúng ta không dùng chiếc mũ này để đội đi xa, để đội đi tour mọi người nhé. Mình thấy bây giờ còn rất nhiều người chạy đi xa, đi tour vẫn còn đội những chiếc mũ 1 phần 2, thì điều đó mình không khuyến khích mọi người. Và theo mình các bạn đừng đội như thế, rất nguy hiểm. Chỉ đội chiếc mũ 1 phần 2 để đi loanh quanh thôi. Các bạn mà cần mua mũ thì cứ inbox cho mình mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên vào subscribe kênh và chia sẻ ủng hộ mình. Bye bye tất cả mọi người.